Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đầu Gỗ Gia Vũ. Thì trong thời gian qua em làm rất nhiều những cái video về gỗ, đặc biệt chia sẻ các bác về kinh nghiệm về gỗ này, giá gỗ này, đấy, các cách mua gỗ tốt này, mua gỗ ok này, đấy. Và có một số bác, đặc biệt có một số bác hỏi em về khối lượng của gỗ, đấy. Và có một cái trường hợp này xảy ra và em có một lời khuyên chân thành cho các bác, coi nhá, là một lời khuyên chân thành cho các bác là có rất nhiều các bác khách tiêu dùng, đấy. Các bác thấy gỗ nó rẻ và cái bộ bàn thờ hay đồ của nhà mình nó chả hết là bao nhiêu cả. Đấy, tính gỗ ra nó chả hết là bao nhiêu cả. Và bác ấy có ý định là mua gỗ về cho thợ làm. Đấy, mua gỗ về cho thợ làm. Đấy, thì hôm nay em sẽ đưa ra cho các bác một cái bài toán và một cái gọi là một cái chia sẻ cho các bác để các bác có thể hiểu hơn tại vì sao mà không nên làm như vậy các bạn. Đấy, thì ví dụ đơn giản như là có một bác khách, bác ấy bảo em rằng là bác làm một đôi lục bình, một đôi lục bình bụng tổng khoảng là 50. Bác muốn làm một đôi lục bình bằng gỗ hương đá bụng 50 như vậy và hỏi em là gỗ bao nhiêu với những cái dạng gỗ tròn như vậy. Và có một bác khách nữa, bác ấy chụp cho em một cái bộ cái móc mỏ, nhìn gỗ nó cực kỳ ít, cực kỳ đơn giản như vậy và bác ấy muốn hỏi là mua gỗ để cho về cho anh thợ ở nhà làm, xem thì có làm được không và giá gỗ là bao nhiêu. Đấy, thì trong hai cái trường hợp này thì em thấy rất nhiều những cái bác cũng như vậy và em chia sẻ lại cho các bác như thế này. Đấy, để đầu tiên mà các bác tính toán để mua được một khối lượng gỗ đủ để mình làm ấy thì cái này là một điều cực kỳ là khó, không bao giờ hoặc là thậm chí là một cái phần trăm rất nhỏ mà các bác có thể là mua đủ gỗ cho cái sản phẩm nhà mình. Đấy coi nhá. Thường thường là nó sẽ thừa hoặc là thiếu mà đa số mà mình làm ấy, đa số là những người mình làm ấy, thường là đa số là mua vào những cái phần thừa ấy, hầu như là mua thừa, mua dư lên. Đấy, khá là nhiều. Đấy, và cái phần thừa đó nó cũng cấu thành cho một cái sản phẩm đó. Đấy, nó cấu thành một cái sản phẩm, ví dụ như những cơ sở sản xuất, như bên cơ sở Đầu Gỗ Gia Vũ bên em làm một bộ sản phẩm gian thờ ra, nó thừa gỗ thì mình có thể làm những việc khác như là làm bao loan này, làm bài vị này, hay là làm một số những cái chi tiết nhỏ khác, hoặc là có thể bán cho những cái người người ta mua những cái gỗ nhỏ. Đấy, nhưng mà nếu để các bác tự mua gỗ làm, các bác tự mua gỗ làm thì có thừa. Ví dụ có thừa một hai tấc gỗ thì các bác xử lý vào cái việc gì? Đấy, bán thì cũng chẳng được bao nhiêu mà giữ lại thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả các bạn. Đấy là cái thứ nhất là về thừa gỗ. Nếu mà thiếu gỗ thì như thế nào? Đấy, thiếu gỗ thì các bác lại phải đi mua gỗ, mất rất nhiều công và trong khi đó cái thời gian đó các bác có thể làm những công việc khác. Đấy, làm những công việc khác. Ví dụ cái thời gian đó các bác có thể kiếm được 5 triệu, 10 triệu. Đấy, thì các bác dành thời gian đó các bác kiếm, chứ còn thừa một tí gỗ ra để các bác dành thời gian để tiết kiệm chi li từng cái miếng gỗ đấy một đấy thì nó cực kỳ là không hay và cực kỳ là không nên đấy, chả giải quyết được cái vấn đề gì mà bù lại mình mất khá nhiều thời gian các bạn. Đấy là việc thừa gỗ và thiếu gỗ đấy. Cái việc thứ hai là khi đi mua gỗ, các bác đi mua gỗ đấy, ví dụ các bác mua những cái dạng cây tròn, ok, giá nó sẽ rẻ hơn rất nhiều đấy, tính toán ra giá nó sẽ rẻ hơn rất nhiều khi mà các bác mua một cái sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng mà các bác phải biết là gỗ nó là đồ tự nhiên đấy, nó có độ rủi ro là khá là cao tại vì những cái cây gỗ nó có những cái đường ruột ở bên trong các bạn, đường ruột ở bên trong và rác gỗ ở bên ngoài. Ví dụ như bác khách đặt bên em là mua một cái dạng cây gỗ tròn để làm cái hàng lục bình 50 thì nguyên cái phần bìa rác ấy, nguyên cái phần bìa phần rác thì các bác ít ra các bác cũng phải mua cái đường kính ấy, cái vanh của nó cũng phải từ 60 đổ lên các bạn, 60 đổ lên thì mới tiện về được 50, mình tại vì mình phải trừ đi phần rác, phần bìa nữa các bạn. Đấy, thì nguyên những cái phần đó khi mà mua gỗ hương đá thì phải cân hết cả lên để tính tiền cho các bác. Đấy, mua hết gỗ lên để tính tiền cho các bác. Chưa kể là cái độ rủi ro cao là về cái ruột gỗ các bạn, về cái ruột gỗ. Đấy, thì có nhiều bác cứ nghĩ rằng là gỗ thì là gỗ nó nạc, chỉ cần thái 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 ra ấy, hay cái lục bình chỉ cần tiện tiện ra là xong. Các bác nghĩ cực kỳ đơn giản nhưng mà các bác không hiểu được rằng là những cái tim gỗ, ruột gỗ ấy, nó đi khá là lòng ngoằng, với đặc biệt là những cái dòng gỗ hương đá ăn xé mặt xé mũi ấy, đi sâu đi ngang đi dọc thì rất đó là khó đỡ. Rất nhiều những cái sản phẩm cơ bản là các sản xuất người ta không đưa lên cho các bác xem thôi ấy, tiện một đôi lục bình cực kỳ là đẹp ra ấy, tiện đẹp tiện gần xong rồi tự nhiên bục một phát vào ruột ấy, bục một phát vào ruột thế là hỏng đôi lục bình, với ví dụ hàng đấy là hàng cao cấp thì hỏng luôn ấy, và phải mông sửa vào và bán với cái mức giá rẻ hơn rất nhiều các bạn, rẻ hơn rất nhiều. Hay đơn giản là khi mà em nhiều khi nhá là em đục một chiếc chân sập
Đấy, 30. Đấy, chân sập thờ, sập chân quỳ, sập vô sập thờ đấy các bác, 30, hoặc là những cái sập ngồi khoảng là 28 không ôm tim, đang rất là đẹp. Khi mà xẻ ra rãnh một đường ruột ở giữa, thế là chân nó bị ôm cái phần nứt của tim gỗ đó, thế là cái giá cả của cái sản phẩm nó bị tụt xuống rất là nhiều so với những cái hàng gỗ đằng hai đấy. Ở trên thị trường thì các bác nhìn thấy những cái sản phẩm mà bên cơ sở em đưa ra cho các bác xem ấy, thường thường là những cái gỗ nàng hai là mình đã được qua tuyển chọn lọc lựa, trừ đi những cái phần giá gỗ này, phần bìa gỗ này, phần ruột gỗ này, đấy, cái phần nứt của gỗ này rồi, nên nó cũng được một cái sản phẩm đẹp như vậy đấy. Nhưng mà nếu các bác tự mua về, các bác mua những cái hàng cây blue, cây tròn về, mà các bác ví dụ các bác làm một cái bộ sản phẩm trên thị trường tầm khoảng 50 triệu, các bác mua gỗ về hết 30 triệu. Đấy, 30 triệu là mua nguyên gỗ về, và khi xẻ ra tính toán ra đấy, mà không may nó bị một cái cục như vậy, nó bị ôm ruột như vậy, thì coi như bác mất, gọi là gần như là mất trắng cái 30 triệu đó, tại vì mình mua gỗ mình đã tiện ra rồi đấy. Tại vì khi mà xử lý xong nhá, mình còn không biết mình làm cái gì nữa, xẻ ra để làm những cái sản phẩm nhỏ thì mình lại không có chuyên ngành, mình thợ của mình không biết làm đấy, thợ mình thuê không biết làm đấy, thì nó rất phí ở cái khoản đó. Nên là cái thứ hai là ruột giác gỗ là cái mấu chốt thứ hai về cái sản phẩm mà các bác mua gỗ mà tự tính toán ra, là những cái điều các bác phải lưu ý. Và cái vấn đề thứ ba là về giá gỗ ấy, giá gỗ của hôm nay giá gỗ nó sẽ khác, giá gỗ của hôm sau giá gỗ nó sẽ khác đấy. Nên là khi để làm ra một cái sản phẩm mà các bác tự đi mua gỗ ấy, thì nó khá là nhiều những cái vấn đề mà xảy ra ấy. Và em có một cái lời khuyên chân thành cho các bác, em có một lời khuyên chân thành cho các bác có nên mua gỗ để mình tự làm cho thợ không ấy, các bác có nên mua gỗ về cho thợ tự làm không, thì em có một lời khuyên chân thành này cho các bác ấy, là nếu mà các bác làm những cái hàng công trình ấy, nhà các bác làm tất cả ấy, từ cửa ra vào này, nội thất ngoại thất bên trong bằng gỗ này, thì nếu mà được thì các bác mua gỗ về cho thợ làm đấy, mua những cái dạng blue, những cái dạng phách làm cho thợ ấy, để cho thợ làm người ta xẻ gỗ ra, thì cái đó nó là ok ấy. Thì về cả mỗi công trình lớn ấy, cả mỗi công trình lớn hoặc cả một cái nhà gỗ ấy, thì các bác có thể làm được cái điều đó, thì em thấy cái phần này là được, và nó sẽ mất khá là nhiều thời gian tính toán công sức của các bác đấy. Tại vì khi mà người thợ người ta xẻ gỗ ra thì mắt mũi lọc bỏ phần nào thì tất cả người ta sẽ phải hỏi bác, tại vì bác là người chủ đấy, nên là mất khá là nhiều thời gian là như vậy. Nhưng bù lại là bác sẽ có được một cái khoản lợi là cái tiền gỗ đó các nhá. Và cái vấn đề thứ hai đấy, em có lời khuyên thứ hai cho các bác là khi mà các bác làm những cái sản phẩm nhỏ, ví dụ các bác làm một hai bộ bàn ghế, một hai cái bàn thờ đấy, hay là một hai cái sập, hay là một hai cái cửa sổ, thì em khuyên các bác là các bác nên đi đặt coi nhá, các bác nên đi đặt nó nhanh gọn chắc chắn đấy, và nó tiết kiệm cho các bác về một số những cái vấn đề về thời gian đấy, ví dụ có bảo hành, bảo dưỡng, bối mọt, cong vênh, thiếu thừa gỗ, bàn giao nữa, thì người ta có người, người ta đứng lên người ta giải quyết cho các bác đấy. Còn chưa kể là vấn đề về sơn này, làm nguội này, lắp đặt này đấy, còn rất nhiều những cái đầu việc như vậy, thì các bác nên tính toán một cách kỹ lưỡng, các bác nên tính toán một cách kỹ lưỡng và chính xác nhất, tránh những cái trường hợp thừa thiếu gỗ này, mất thời gian này, ôm vào cho mình những cái đầu việc nó rất chi là linh tinh đấy. Cái thời gian đó thì mình đúng vào cái chuyên môn của mình kiếm tiền, để mình kiếm cái thời gian để mình trả công cho người thợ cao, để người ta làm cho mình những cái sản phẩm tốt và chất lượng các bạn. Đấy, thì trên đây là những cái lời khuyên của em về cho các bác mà muốn mình tự mua gỗ về cho thợ mình làm các bạn. Đấy, thì cảm ơn các bác rất nhiều, và bác nào có những vấn đề hay những cái câu hỏi nào về đồ gỗ, đồ thờ, nội thất phòng thờ, tiểu đường mà cần em tư vấn, thì có thể để lại comment ở phần bên dưới, em sẽ giúp cho các bác có một cái góc nhìn tốt nhất, chính xác nhất, và những câu trả lời đi đúng và trọng tâm nhất các bác nhá. Xin chào các bác.